Thấm thoát mà đã ra trường rồi. Nhớ ngày nào tôi vẫn còn là con bé li xì the mẹ đến lớp. Ở trường tôi được khai thích bằng bài học đầu đời với phép xử thế, bài học về đạo làm người, lễ phép với thầy cô, hiếu thảo với cha mẹ. Hồi ức về những ngày đầu cấp quả là chuỗi tháng ngày vui nhộn, tưởng như không có hồi kết. Từ bài học đến giờ chơi, luôn luôn tiếng cười là gam màu nổi trội nhất, giúp chúng tôi tiếp thu bài học thật nhanh. Lớn rồi, nhưng lúc nào tôi cũng ao ước được một lần du hành về tuổi thơ, về những chiếc đèn lồng của lễ hội trăng rằm, sẽ mãi nhắc nhở cho chúng tôi về nền văn hóa cội nguồn đã nuôi tôi khôn lớn theo tháng ngày. Đi qua tuổi thơ, bước vào thời niên thiếu, tôi lại bắt đầu một hành trình mới với bao điều mới lạ. Cái học thật bổ ích, vì kiến thức chúng tôi không chỉ đóng khung trong sách vở. Chúng tôi bổ túc kiến thức cho nhau bằng tranh luận, bằng kiến giải khoa học, và thầy cô luôn là chỗ dựa, là nguồn tư vấn cho chúng tôi mỗi khi gặp khúc mắc. Mãi đến bây giờ, tôi mới thấm hiểu được câu nói của thầy: học để làm người, để biết cách chung sống cùng nhau. Vâng, đúng thế. Nếu không có những bài học ngoài trời, những chuyến điền dã thực tế và các sinh hoạt đầy nhân ái của nhà trường, thì chúng tôi không thể hiểu hết thế nào là tình đồng đội, thế nào là giá trị của sự hợp lực, đoàn kết. Tôi thấm thía ý nghĩa của sự hy sinh, của tính chịu trách nhiệm, và thế nào là lòng tha thứ, đức bao dung, hay thế nào là lòng nhân ái, tình đồng bào máu mủ. Những giá trị sống này sẽ mãi là cẩm nang hành xử cho tôi khi bước vào đời, bước vào cuộc viễn du đến chân trời học thuật ở xứ người. Và ngày tốt nghiệp cũng đã đến, cùng gia đình tôi hạnh phúc tận hưởng thành quả của bao năm trường lớp. Thành quả này đâu phải của riêng tôi. Bạn bè của tôi ơi, quý thầy cô ơi, cho tôi được gửi một lời tri ân từ tận đáy lòng. Cha ông ta đã từng nói, để lại cho con ngàn vàng không bằng một pho sách quý. Trong nền kinh tế tri thức của thế kỷ 21, thước đo năng lực của con người không chỉ là trình độ văn hóa khoa học đơn thuần, mà còn ở tính sáng tạo, ở những kỹ năng sống để có thể đối mặt với những thách thức đổi thay trong đời sống. Trong chiều hướng này, để chuẩn bị cho các em vào đời một cách thuận lợi, nhà trường phải là nơi trang bị cho các em những tri thức khoa học hiện đại ngang bằng với giới trẻ ở các quốc gia phát triển, đồng thời rèn luyện cho các em những giá trị sống cao đẹp làm kim chỉ nam cho mọi hành xử, để một mai khi tiếp cận với nền giáo dục thế giới, các em sẽ là những con người tự tin, sáng tạo và dễ dàng thành công ở những bậc học tiếp theo, cũng như ở các khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội.